Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, các đối tượng phun rô lưu vong vẫn còn lôi kéo, kích động lừa phỉnh những người dân tộc thiểu số nhẹ dạ cả tin ở một số buôn làng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để vượt biên sang Thái Lan và Campuchia. Mục đích của chúng là lừa lấy tiền của những người này và dùng họ để xuyên tạc, vu khống Việt Nam đàn áp dân tộc, tôn giáo. Phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ bóc trần những âm mưu và thủ đoạn thâm độc này. Gia đình chị Vàng Thị Mai là một trong nhiều trường hợp tại tỉnh Đắk Lắk do tin lời kẻ xấu đã bán nhà, bán đất cùng nhau vượt biên sang Thái Lan với hy vọng đổi đời. Nhưng khi đến miền đất hứa thì sự thật lại không như những lời đường mật của các đối tượng xấu kia. Không biết tiếng Thái Lan, không có giấy tờ hợp pháp, gia đình chị Mai đã phải trải qua những chuỗi ngày cơ cực nơi đất khách quê người. Sau nhiều năm lao động vất vả mới tích góp được 60 triệu đồng, chị Mai đã dùng số tiền đó để đưa gia đình trốn về lại Việt Nam. Khi đến biên giới Campuchia và Việt Nam, cả gia đình chị hết tiền và không biết đường về, phải lang thang ở khu vực biên giới. Rất may sau đó, gia đình chị được Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu đưa trở về đoàn tụ tại quê hương mình. Gặp lại mọi người sau bao năm xa cách, chị đã không ngần ngại kể lại những tháng ngày cơ cực đã qua. Có nhiều người đăng lên tin tức, sau đó cái người đó nó thấy là nó kết bạn, xong là nó nói này nói kia, mình cũng không biết là sẽ bị lừa. Rồi sau đó mình gửi đi 100 triệu rồi là mình đi ạ. Lúc đó mình đi đến là không như ý muốn, mình không có giấy tờ, mình đi làm không ai chứng nhận. Và sau đó đi nhặt chay bán, hoàn cảnh mình sống bên Thái Lan khổ lắm. Dạ, khổ lắm. Nếu như ai chưa từng đi thì chưa biết. Người nào đi thì sẽ biết hoàn cảnh khổ như thế nào. Người lừa mình đi, lúc đầu người ta bảo là đi thì sướng lắm. Và mình đi thì không như ý muốn. Thì báo cho tất cả mọi người, nếu như ai thấy đoạn clip này thì xin hãy đừng có tin người ngoài. Bây giờ em đã quay trở lại về Việt Nam, đất nước của mình, và em xin hứa là em không làm như vậy nữa và em sẽ tin tưởng đất nước của mình hơn. Và xin cảm ơn các anh công an đã quan tâm gia đình em và đến đón em xin cảm ơn ạ. Cũng giống như gia đình chị Vàng Thị Mai, gia đình anh Isa Eban ở xã Chư Né, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk cũng vì nhẹ dạ cả tin mà rơi vào bẫy của kẻ xấu. Gia đình anh Isa Eban đã vượt biên sang Thái Lan để rồi phải sống những tháng ngày khổ nhục. Không chịu nổi, anh đã tìm cách trốn chạy về lại Việt Nam. Nhưng vợ con anh vẫn đang mắc kẹt ở bên đó, không biết thế nào. Mình đi chỗ đó, mình xong cuộc sống rất nghèo khổ, khó khăn. Rồi mình cố gắng làm quyết chân, làm việc có việc gì mình làm đó, mình xong. Mình sao mình xong qua này. Nhưng mà lời hứa đó không có sự thật. Tôi rất cảm ơn Đảng và Nhà nước quan tâm và quan hồng cho tôi. Tôi rất vui mừng được về quê hương. Tôi rất mong chính quyền Việt Nam mai sau có thật vợ con đang mắc kẹt gì đó. Mong chính quyền tạo địa quyền và giúp đỡ vợ con về quê hương. Và những người đang sống ở bên đó, lướt qua sông ở bên đó, bên Thái, hay tỉnh táo và cuộc sống khó khăn, hay trở về quê hương của mình để sinh sống. Sau khi chứng kiến những người đồng bào trong buôn làng mình vượt biên rồi phải tìm cách trốn trở về quê hương, người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk cũng đã nhận ra những âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động phun rô lưu vong. Họ nghe những cái bồn xấu, xúi dục, họ nghe
nhưng có bồn sao bảo là đi sống ở nước ngoài nó sướng hơn, nhưng cũng phải thế. Dù mình đi nước nào, mình ở chỗ nào, mình bỏ sức mồ hôi nước mắt mình mới có hưởng lợi cái đó. Nhưng mà hiện nay những người ở nước ngoài nó xúi dục mình, trong đó nó hưởng phần trăm. Bà con hiện nay nó dị dạng cái tên đưa tiền bên này, bà con mình đến nước ngoài là người ta vứt mình bỏ thôi. Đấy, như tôi thấy ở Lý Giang tôi, ba người đã đi nước ngoài rồi nhưng mà cảm thấy ở đó không được, quay lại. Một vị ở Lý Giang, khi họ về, nhà nước vẫn còn hỗ trợ, nhà nước vẫn còn động viên để tiếp tục làm ăn, phát triển kinh tế. Có gì đâu. Cho nên người ta mới nói là người ta đánh những người kẻ đi, không phải là đánh những người kẻ lại. Bản chất của bọn phản động là kêu gọi bà con mình về trong đó. Cho nên kêu gào lên báo là nhà nước mình đàn áp những người theo đạo, chẳng qua là lấy tiền của bên nước ngoài để nuôi bản thân của nó. Mình vẫn còn làm nô lệ của chúng nó. Cho nên bà con mình đừng có theo, đừng có nghe những cái bổn xấu sử dụng. Bà con mình phải nghe đảng, nghe nhà nước, nghe là những người có uy tín ở trong buôn, và nhất là ở những người đã sai lầm rồi, về rồi để yên tâm sản xuất, mình yên tâm phát triển tại đất nước mình, tại buôn làng của mình, đoàn kết với buôn làng của mình là tốt nhất. Mặc dù vượt biên là vi phạm pháp luật, nhưng trong thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là lực lượng công an, đã phối hợp chặt chẽ với công an các tỉnh biên giới, tổ chức nhiều đợt đón công dân trở về quê hương. Những người trót nghe theo kẻ xấu vượt biên khi trở về cũng luôn được chính quyền địa phương và nhân dân giúp đỡ, sớm ổn định cuộc sống. Điều này thể hiện sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và sự bao dung của người dân. Thì cái tình trạng là bà con dân tộc thiểu số, cụ thể là người Ế Đê và dân tộc Mông là vượt biên sang Thái Lan, thường diễn ra những cái người mà có cái điều kiện kinh tế khó khăn, là những người mà có bất mãn và tiêu cực, lười lao động. Những cái số cầm đầu tuyên truyền á, kích động những cái hộ bán đất, bán tài sản, bán nhà cửa, đem tiền tìm người dẫn đường rồi trốn sang Thái Lan. Khi sang Thái Lan là những cái số cầm đầu mà kích động là tuyên truyền á, những cái số đó là lấy hết tiền của bà con. Mà bà con sang tới Thái Lan á thì cái điều kiện là nơi ăn chỗ ở hầu như là rất là vất vả và khó khăn, thậm chí đi làm thuê làm mướn kiếm tiền xong qua ngày. Những cái số mà là vừa vượt biên chót lọt sang Thái Lan á, thì đối tượng Y Quynh Buôn Đáp và tổ chức phản động ở Mỹ và Thái Lan lợi dụng họ để tuyên truyền kích động, phỏng vấn và yêu cầu phải nói ra cho rằng là Việt Nam đàn áp dân tộc tôn giáo, cho nên là không thể ở Việt Nam được, phải chạy trốn sang Thái Lan. Sau khi mà họ là vượt biên sang Campuchia và Thái Lan, hầu như họ đã thấy được là bị lừa Mỹ, để sang đó chỉ có khổ thân, khổ gia đình. Thậm chí là có hộ gia đình là phải bán đất, bán tài sản và gửi tiền cho những người thân ở Thái Lan để họ có cái kinh phí quay về lại Việt Nam. Những cái trường hợp vượt biên mà quay về Việt Nam hầu như là theo quy định của pháp luật là vi phạm pháp luật vì cái tội vượt biên. Nhưng mà đối với chính sách của Đảng và Nhà nước chúng ta là luôn quan tâm, tạo điều kiện vì họ là nạn nhân, chứ không phải là những người mà cố ý cầm đầu để vượt biên. Họ bị lừa vừa kinh tế lẫn tinh thần, cho nên họ đã quay về, họ thấy được cuộc sống, họ ăn năn hối cải và trình báo với chính quyền địa phương về cái việc là họ bị lừa. Xét góc độ như thế, cho nên là chính quyền địa phương và cơ quan chức năng không đề cập vấn đề xử lý họ về pháp luật, mà ngược lại chúng tôi phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện cho họ, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống để họ yên tâm lao động sản xuất tại buôn làng. Có thể thấy diện mạo các buôn làng ở Đắk Lắk đang đổi mới từng ngày, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng không ngừng phát triển. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện để mọi người dân được bình đẳng, tự do đóng góp xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc tốt đẹp trên chính quê hương mình. Vì vậy, mọi người ở các buôn làng cần chung sức đoàn kết để xây dựng quê hương và nâng cao cảnh giác với những âm mưu lừa mị, kích động, chia rẽ, phá hoại thông đồng của các thế lực thù địch và phản động phun rô lưu vong.